Đấu La Đại Lục phần 2 tập 825, Phong Hào Đấu La gặp nguy, tuyệt thế đường môn. Nửa người trái đen dùng một thanh trường đao chống đỡ lấy thân thể của mình, tại đó chỉ huy chiến đấu thương thế khá là nghiêm trọng. Mặt khác ba vị Phong Hào Đấu La tắc thì là phân tán ra đến không ngừng phối hợp, mặt khác Hồn Sư tiến hành chống cự bọn họ tiêu hao, nhìn về phía trên cũng đồng dạng không nhỏ. Bạch Khổ công tước đối hạo miệng lớn miệng to thở hổn hển, ánh mắt của hắn y nguyên kiên nghi, nhưng đã tỏ ra dứt khoát kiên quyết. Bọn họ bị áp bách tại ngọn núi nhỏ này, thung lũng trong đã là gần một canh giờ, đột gặp kích kịch biến, căn bản không có khả năng có viện quân tới cứu viện. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đã lao vào trong Minh Đấu Sơn Mạch trong phạm vi, liệu không có chỗ quyết đoán hôm nay sợ rằng toàn quân bị tiêu diệt rồi. Xin mời tuyển cờ đấu là tới, đối hạo trầm giọng quát. Đứng ở bên cạnh đối hào chính là con lớn nhất của hắn, tốt nghiệp ở sườn các học viện, chính là Đới Thượng Hành. 5 năm trôi qua, Đới Thượng Hành hiện tại đã là một vị thất hoàn hồn thánh cấp bậc cường giả. Hắn mới 25 liên ký, trẻ tuổi ở bên trong, tuyệt đối là người nổi bật. Lúc trước có thể lấy đội phó thân phận của đại biểu cho sườn các học viện xuất chiến, hắn đầy đủ trường hiển nhiên là thiên phú. Vâng, Đới Thượng Hành đáp ứng một tiếng rất nhanh, đem một vị tuổi trưởng thất tuần lão già là mới vừa đi qua, đúng là hồn sư đội hình trong Tam Đại Phong Hào Đấu La một trong. Vị lão già này mới đi đến bên người của đối hạo, đột nhiên chân mày dường lên, tay phải hướng không trung một ngón tay, một đạo hào quang màu trắng bạc lập tức phóng lên trên trời. Trên không trung mở ra hào quang, hoàn thành một đường kính vượt qua là 10 mét ô lớn, chặn mảng lớn từ trên trời giáng xuống một đạo hào quang, đồng thời cũng xen lẫn ở trong đó đến từ chính bát cấp hồn đạo sư công kích. Hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo phá cũng không phải trực tiếp rơi vào mặt, mặc dù như vậy mà là đang tiếp xúc đến cái sổ trên mặt đất này. Hào quang màu trắng bạc tự hồ đã bị phân giải, bị vô số vết đất rậm rạp không ngừng phân giải thích thôn phá, bởi vậy cũng không có tiếng oan mình gì xuất hiện. Vì lão xạ này đúng là tinh là đế quốc đệ nhất hồn sư đoàn trưởng. Hắn chính là tuyển cơ đấu là cấp bậc cường giả, tiên thần sớm là được quyền lãng, một mực lấy tuyển cơ vì danh 94 cấp hồn lực. Tuyển cơ dù là hắn cùng với đời trước Bạch Khổ công tước chính là hảo hữu chí sao, cao hơn đối hạo một bối phận. Đã qua đời của Bạch Khổ công tước, nhờ và phù hộ của Bạch Khổ nhất mạch, chính là Bạch Khổ công tước mạch này cốt lõi nhất lực lượng cường đại. Ở công tước, căn trở công kích trùng kích, tuyển cơ đấu là sắc mặt hơi tái nhợt, hắn lúc này thần sắc cũng thập phần ngưng trọng. Nhật Nguyên đế quốc lần này tập kích hiển nhiên là mưu đồ hồi sâu. Thế công chỉ mãnh liệt, vượt ra khỏi tất cả dự đoán của mọi người. Bọn hắn không có nhanh chóng rơi sót vào, mà là đem chủ lực toàn bộ dùng để đối phó với Bạch Khổ công tước. Đối hạo hiển nhiên cũng là có dự định rằng Bạch Khổ công tước thân là tụ tập lại tại Tây Bắc thủ soái, càng là tinh là đế quốc Tây Phương phòng tuyến cây cột chống trời. Một khi hắn vẫn lạc được với tụ tập tại Tây Bắc cùng với Tây Phương, tập đoàn quân đoàn trong lòng đả kích rất là tất nhiên là chưa từng có. Đối với Nhật Nguyệt đế quốc, hành động kế tiếp dĩ nhiên là phải có lợi nhiều hơn. Huống chi mục tiêu của địch nhân còn không chỉ là đối hào, đồng thời cũng là tinh là đế quốc đệ nhất hồn sư quân đoàn. Đây chính là tương đương với hoàng thất khống chế 1/10 lực lượng hồn sư ở trên chiến trường. Tập đoàn đối với tập đoàn trong chiến đấu, hồn sư kém hơn hồn đạo sư, nhưng mà hồn sư nếu như sừng mặt khác sử dụng phương thức uy lực to lớn, đó là quyết không kém hơn hồn đạo sư quân đoàn tinh là đế quốc. 10 đại hồn sư ở trong quân đoàn, đại chất hồn sư quân đoàn cũng là thực lực tổng hợp mạnh nhất. Theo đột như là kỳ lai, kiểu cấp định trang hồn bảo đạn pháo đả kích đến nay, đệ nhất hồn sư quân đoàn tổn thất đã là vượt qua 3 thành. Thảm như vậy, một cái lão xà đổi lấy, tu tâm tại Tây Bắc tàn quân chủ lực rút lui. Thời cơ tuyển cơ đấu là đã sớm để cho Bạch Khổ công tước đối hạo trước theo đại quân bỏ chạy. Nhưng đối hạo lại nhất định không chịu xuất lính, lấy Bạch Khổ thần vệ tự mình cản trở phía sau, phối hợp với tuyển cơ đấu là đệ nhất hồn sư quân đoàn. Nếu không như thế chỉ sợ rằng đệ nhất hồn sư quân đoàn đã là toàn bộ bị tiêu diệt rồi. Thế nhưng dựa theo tình huống trước mắt tiếp tục nữa, chỉ sợ như trước tránh khỏi toàn quân bị tiêu diệt nguy cảnh. Công tước đi vào trước mặt của công tước Bạch Hổ, tuyên cơ đấu la nhìn hắn một thân vết thương, bộ sang cùng với không khỏi là thầm thà một tiếng. Bạch Hổ công tước trên người thất thường thế nghiêm trọng, tự như là đến từ chính là tinh không đấu la đế quốc, chính là Vũ Lâm Nhật Nguyệt thần châm. Vốn là Bạch Khổ công tước cũng không biết rằng đồ vật này của mình đến từ Nhật Nguyệt thần châm. Có thể tinh công đấu la vừa xuất hiện, chẳng những đưa hắn Nhật Nguyệt thần châm lấy ra, càng là lấy Nhật Nguyệt thần châm trọng thương Bạch Khổ công tước. Liệu không phải trên người hắn có vài món phòng ngự hoàn loại hồn đạo khí, hơn nữa bản thân võ hồn là cường đái, chỉ sợ đã bị đuổi giết rồi. Bạch Khổ công tước đối hào khoát tay, một tầng bạch quang theo trên tay hắn phóng thích mà ra, đem chính mình cùng với tuyển cờ đấu la bao phủ trong đó. Đối hào ánh mắt như trước cường thính, hai nắm đấm rất nhanh rồi nói: "Tuyển cờ thúc thúc, không thể tiếp tục như vậy được nữa rồi, cứ tiếp tục như thế này e rằng chúng ta không tránh khỏi toàn thân bị tiêu diệt."
Tuyền Cơ Đấu La nhìn hắn rồi nói, ngươi có tính toán gì hay không? Đới Hạo trầm giọng nói, mục tiêu của bọn hắn là ta, chờ một chút ta sẽ mệnh lệnh cho Bạch Hổ Thần Vệ lao ra chạy tứ phía. Ta muốn phá vòng vây biểu hiện giả dối, chính là cũng mày hướng phía phương Bắc chạy trốn, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Ngài mang theo đại nhất hồn sơ quân đoàn, các huynh đệ hướng về phía Đông Nam phá vòng vây có thể chạy bao nhiêu, bảo tồn lại một ít sinh lực, cũng là vì tương lai đại phản công giữ lại một ít lực lượng đi. Không được! Tuyền Cơ Đấu La thốt lên biến sắc, cả giận nói, ngươi nói cái gì mà mê sản vậy, lão phu bị phụ thân người nhổ phá, phải bảo vệ ngươi, Bạch Hổ nhất mạch, có thể nào ném ngươi vào trong một mình, đào tẩu muốn làm cho ta làm như vậy sao, ngươi để cho ta tương lai như thế nào ở dưới cửu tuyền gặp phụ thân của ngươi đây. Bạch Hổ công thức Đới Hạo tỉnh táo rồi nói, Tuyền Cơ thúc thúc, bây giờ không phải là luận tình cảm thời điểm, ta quyết định như vậy là vì tương lai của đế quốc, tất cả đều chiếu tử ở đây, không có bất cứ ý nghĩa gì cả, hiện tại chúng ta căn bản là không có cách nào đối kháng cả, những người kia tạo thành hữu hiệu sát thương, bọn họ liên thủ phát ra phòng ngự hồn đạo trận địa quá là mạnh, chỉ sợ siêu cấp Đấu La đều không thể đánh phá ngay, đem thượng hành mang đi sau khi mà ta chết, cho hắn kế thừa Bạch Hổ công thức vị thời gian cấp bách. Tuyền Cơ thúc thúc ngày nhất định là phải nghe ta. Chỉ có ta lưu lại mới có khả năng hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, cho các người chỉ tạo ra một chút hy vọng sống. Bọn họ muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần có một cơ hội ta cũng sẽ chết ở trong cầu sống. Chúng ta đều tụ tập cùng một chỗ, ngược lại tay chân bị gò bó rồi. Tuyền Cơ Đấu La trước ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng quán làm sao cũng rõ ràng. Theo như lời của Bạch Hổ công tước trước mặt đã là biện pháp tốt nhất, thế nhưng hắn thì là như thế nào có thể bỏ qua hạ cái này từ nhỏ, nhìn xem lớn lên Đế Hạo là từ đâu mà đến. Tuyền Cơ thúc thúc, thừa dịp mọi người là còn có hồn lực, chúng ta nhất định là phải hành động, quyết định như vậy đi, thượng hành sao cho ngày ta yên tâm hơn. Vừa nói hắn đã là cởi bỏ mình thả ra các âm kết giới, hướng phía bên cạnh đối thượng hành trầm giọng nói, ngươi đi theo Tuyền Cơ ra đi, chúng ta chỉ làm hai hướng phá vòng vây, về sau hết thảy người phe của Tuyền Cơ ra phân phó, hiểu chưa? Đối thượng hành chần chờ một chút rồi nói, phụ thân, vậy còn người? Đối Hạo lãnh đạm nói, ta sẽ theo một phương hướng khác phá vòng vây, chỉ có phân tán phá vòng vây mới có khả năng lao ra, đi thôi Tuyền Cơ thúc thúc, xin nhờ ngay. Nhìn Đới Hạo thâm thúy trong ánh mắt thập phần kiên quyết, Tuyền Cơ Đấu La thở dài một tiếng, một bà kéo qua đối thượng hành, xoay người rời đi. Đúng vậy, không thể trì hoãn được nữa rồi. Nhật Nguyệt Đế Quốc hai đại hồn đạo sư đoán, mỗi một gã hồn đạo sư đều là mang theo cùng mình đồng cấp bình sữa. Hơn nữa ít nhất hai bọn hắn đều bên này, căn bản không có như vậy. Phô chi tại nguyên thuộc Đấu La đại lục ba nước bên trong. Tinh La Đế Quốc bởi vì lâu năm nhất cho nên hồn đạo khí phát triển là không coi trọng nhất. Bởi vì Tinh La Đế Quốc bên trong có quá nhiều truyền thống hồn sư tông môn đối với hồn đạo khí bài xích, Hoàng Thân cũng không có biện pháp nào mở rộng. Thẳng đến thật lâu, công chúa và đường môn mọi người tiếp xúc mới quyết định rằng dẫn vào trong Gia Cát Thần Nỏ Pháo. Chỉ là Tây Cương bên này Gia Cát Thần Nỏ Pháo còn chưa kịp phát huy, đã bị Nhật Nguyệt Đế Quốc tập kích toàn bộ hủy diệt rồi. Chỉ có quân doanh bên kia một ít Gia Cát Thần Nỏ Pháo mới phát huy ra tác dụng nhất định. Mắt thấy Tuyền Cơ Đấu La đem đối thượng hành mang đi, Bạch Hổ công tước kiên nghị, trên khuôn mặt dần dần toát ra một tia nhu hòa thần sắc. Đối thượng hành tuy tính cách ngạo mạn một ít, nhưng những năm này đi theo ở bên cạnh hắn đánh bóng đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa tại thiên phú tu luyện, tương lai còn phải vượt qua hắn. Có đối thượng hành, lão, đối hòa bần nữa, cái này hài huynh đệ, Bạch Hổ công tước nhất mạch cũng không trở thành đoạt tuyệt, chỉ là không biết là quốc nạn mà thôi. Thân tham một tiếng, Đới Hạo một lần nữa ngẩng đầu lên, hắn đã quyết định rằng hiện tại chỉ có thể lấy hai bỏ. Chỉ có hy sinh hắn và Bạch Hổ đám thân vệ mới có thể bảo toàn những hồn sứ đó. Chiến tranh là tàn khốc, thân làm trong thống soái, hắn nhất định là phải có quyết đoán. Bạch Hổ sở thượng nghe lệnh, Đới Hạo quét lớn một tiếng. Chỉ cần đại nhất hồn sứ quân đoàn vừa rút lui, bọn họ bên này phòng hộ ra ngay lập tức sẽ biến mất. Đến lúc đó Bạch Hổ đám thân vệ cá nhân đích sức chiến đấu thậm chí đều là có thể cùng một vòng hai hồn sư so sánh. Nhưng ở giữa trời cao nhiều như vậy, hồn đạo khí dưới sự đả kích chỉ sợ rằng một thời bao khắc muốn đều hóa thành thi thể. Bờ môi thân mật chặn nhìn thật sâu, Đới Hạo đi theo mình nhiều năm, là có huynh đệ cố nén ở trong nước mắt chảy xuống. Ngắn ngồi lửa ngày trong chiến tranh, hắn tinh nhuệ nhất là Bạch Hổ thân vệ, chỉ còn lại nước mắt. Cái này hơn 1.000 người, rồi các huynh đệ, ta Đới Hạo có lỗi với các người. Bạch Hổ thân vệ bên trong thống lĩnh đám bọn họ đều nhanh chóng tụ tập đến trước người của Đới Hạo trở hắn ra lệnh. Bạch Hổ thân vệ thống lĩnh cũng đều là hồn sư, hơn nữa nguyên một đám tu vi không kém. Đới Hạo trầm giọng nói, chờ một chút nữa, chúng ta muốn yểm hộ đệ nhất hồn sư quân đoàn rút lui, chúng ta hướng phương hướng bắc công kích. Cầm đầu một vị thống lĩnh trầm giọng nói, nguyên soái, nhưng là phải dừng đồng kích tây sao? Đúng vậy, Đới Hạo nhẹ gật đầu.
Một đám thông soái cơ hồ đồng thời quỳ một gối trên mặt đất. Nguyên soái xin ngài theo đệ nhất quân đoàn cùng nhau rút lui khỏi đây. Bọn họ hiểu biết rất rõ Bạch Hổ công tước, tự nhiên nhìn ra được Bạch Hổ công tước trong ánh mắt phần nhất là nhiều phần kiên quyết. Đới Hạo mỉm cười, hai tay vừa nhấc một nguồn sức mạnh đối với hắn trùng tâm như là một cái tướng lĩnh đều nở dâng lên. Các ngươi cho rằng nếu như ta phá vòng vây ở trong này, Nhân Nguyệt Đế quốc đó có thể buông tha cho ta hay sao? Chỉ có ta tớ làm mồi nhử mới có thể để cho người nhiều chạy đi. Chỉ là chúng ta Bạch Hổ nhất mạch thân là tu tâm tại Tây Bắc thống soái, lúc này không thể nhát gan. Các ngươi có thể nguyện cùng bản soái đồng sinh cộng tử không? Nguyên soái, các tướng lĩnh bình thiết một tiếng. Bọn họ không sợ chết, càng muốn vì Bạch Hổ công tước quên mình phục vụ. Thế nhưng mà bọn họ không thể trơ mắt nhìn công tước đại nhân cứu như vậy theo chân bọn họ mà cùng một chỗ lao tới tử vong. Thời gian không nhiều chút lắm, đây là mệnh lệnh các người cần phải minh bạch. Bản soái quyết định rằng sau đó không ai có thể thay đổi. Đi chuẩn bị đi, chờ ta phát động thời điểm, các người theo sau ta, nhanh đi. Một các tướng lĩnh đám bọn họ trong mắt chứa dòng nước mắt nóng. Ở Đới Hạo lạnh lạnh trong ánh mắt quay người lại mà đi xem bóng lưng của bọn hắn. Đới Hạo trong mắt dòng nước mắt nóng hổi rốt cuộc là chảy xuôi xuống ngửa đầu lên trên trời. Nhìn vậy không đoạn hạ xuống, từng đạo hào hồ hào quang. Lẩm bẩm tự nhủ, nếu có kiếp sau, bản soái có cùng các người làm huynh đệ. Xin lỗi các huynh đệ, ta không thể hộ các người chu toàn. Lắm chặt hai nắm đấm, trên cánh tay nổi gân xanh, Bạch Hổ công tước Đới Hạo khí thế trên người bắt đầu là bằng tốc độ kinh người, treo thẳng lên trên chín cái hồn hoàn, theo dưới chân bay lên. Bạch Hổ quang ảnh lập lòe, phóng đãng khí tức, cả thiên không trong kích kỵ tình không đấu là, Diệp Vũ Lâm nhóm cường xả này.